Hello, chào tất cả anh nha. Mà những audio trong video hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em mà một cặp loa trợ lời đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là BMB. Và dòng này thì sẽ có tên model là CSM15V nha anh em. Để cặp loa mà có thiết kế là nó là rất là nhỏ gọn anh em, mà rất là phù hợp để cho anh em có thể trưng bày trong rất là nhiều không gian nhà khác nhau. Và đặc biệt là con này công suất của nó rất là kinh khủng khiếp, đến tận là 200W trên một loa nha anh em. Nên dòng này anh em có thể mà hát karaoke nó cực kỳ thoải mái nha mà. Và con này đến từ thương hiệu của BMB, anh em có yên tâm về chất lượng cũng như về chất âm của nó, nghe rất là hay và rất là xuất sắc anh em ạ. Ở mặt trước của sản phẩm thì nó sẽ trang bị là loa toàn giải anh em. Loa này thì anh em có thể mà tái tạo được đầy đủ các giải âm bass, mid và treble, nghe phải rất là xuất sắc anh em ạ. Và ở phía bên cạnh thì sẽ trang bị là lỗ hơi anh em. Hơi căng con này là bằng gỗ thép anh em, rồi rất là chắc chắn anh em ạ. Con này nó sẽ có thiết kế là màu bạc anh em, đang trưng bày thì nó cũng cực kỳ bắt mắt. Ở giữa nó sẽ có logo của BMW đây, màu vàng óng ánh anh em, rất là đẹp anh em ạ. Đây mọi người cùng xem qua về thông số kỹ thuật mặt sau của sản phẩm này. Đây, cái này là đến từ thương hiệu của BMB nha anh em. Được sản xuất là bởi BMB Entertainment. Tên model là CSM15V. Con này là chở kháng tiêu chuẩn là 8 ohm nha anh em. Công suất của nó là 200W. Lấy số series nha anh em. 2229. Hàng chính hãng ở Made in Japan nha anh em. Đây, con này là trùng số series, mình sẽ quay dùng con bên cạnh. Đây, số series của nó là 2229 nha anh em, 4100. Và giá mình để lại cho anh em dòng sản phẩm này, và nó là siêu tốt luôn anh em ạ. Chỉ với 1.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em liên hệ trước với mình có số điện thoại hỏi Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và ok, tất cả anh em nha, tất cả anh em mình đi vào xong, bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.